chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề, đấy chính là khi mà các bạn bị lạnh nhạt và thậm chí là phát điên vì nhiều đối phương, vậy thì phải làm sao? Các bạn thân mến, khi mà chúng ta bị lạnh nhạt ý, thì chúng ta sẽ rất là khó chịu ở trong người. Đặc biệt là trong những cái thời điểm mà những cái nỗ lực liên hệ, những nỗ lực hàn gắn, những nỗ lực làm cho cuộc tình này nó trở nên tốt đẹp hơn, nồng nhiệt hơn lại không có hiệu quả. Mà ngược lại, các bạn chỉ nhận được cái sự lạnh lùng từ đối phương. Càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Các bạn cố dằn mình để rồi không liên hệ với họ được một vài hôm, được một thời gian. Thế nhưng sau đó các bạn lại cồn cào trong nỗi nhớ và thậm chí phát điên lên vì nhớ và không thể chịu đựng được. Vậy thì trong thời điểm này có những điều gì, những hành trang gì mà các bạn cần phải có? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần có trong cái thời điểm này đấy chính là các bạn đừng dại mà liên hệ với họ vào cái thời điểm này. Các bạn ạ, thời điểm này là thời điểm nào? Thời điểm mà các bạn đang phát điên, phát dại lên vì nhớ người ta, không kiềm chế được bản thân, muốn liên hệ với người ta nhiều lắm, chỉ muốn cầm cái điện thoại lên và nhắn tin cho họ ngay thôi. Ít nhất phải có một sợi dây liên hệ. Các bạn thân mến, mình không cấm các bạn liên hệ với người yêu của mình. Thế nhưng nếu trước đấy những nỗ lực của các bạn không có tác dụng và nó chỉ khiến cho các bạn thất vọng hơn, thì bây giờ không phải là lúc các bạn sẽ tiếp tục liên hệ với họ đâu. Bởi vì nó sẽ không có hiệu quả. Đặc biệt là khi các bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tâm lý của mình, và lúc đấy mình như đang phát điên lên vì nhớ họ rồi, thì chúng ta sẽ không kiểm soát được những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm. Có thể cái tin nhắn đầu tiên các bạn gửi cho họ với một nỗi nhớ nó rất bình thường thôi, nhưng gặp phải sự lạnh lùng, gặp phải những người mà người ta thậm chí còn không trả lời các bạn nữa, thì các bạn sẽ còn đau lòng đến mức độ nào? Các bạn càng hy vọng thì càng thất vọng hơn. Lúc đấy các bạn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, bởi vì các bạn hy vọng là như thế. Sự thật nó xảy ra khác, nó là càng làm cho các bạn cảm thấy khó chịu hơn. Và thậm chí có những người sẽ đưa ra những lời trách móc, thậm chí nói những câu chửi bới người kia, làm cho mối tình này không còn có cơ hội để có thể cứu vãn được nữa. Đó chính là lý do mà nếu như với những nỗ lực trước đây của các bạn đã không có hiệu quả, bây giờ bạn đang bị lạnh nhạt và cồn cào với nỗi nhớ, thì đừng dại mà liên hệ với họ vào lúc này nhé. Cái điều số 2 mà bạn cần biết vào cái thời điểm này, đấy chính là nếu người ta thích mình, nếu mình có sức hấp dẫn với họ, thì họ đã liên hệ với mình rồi. Còn một khi mình liên hệ họ cũng không trả lời, mình liên hệ họ cứ lạnh nhạt với mình, chứng tỏ rằng hiện tại họ không cần có mình ở bên cạnh. Các bạn ạ, các bạn đừng vội hoang mang và sợ hãi cái điều này nhá. Thực ra trong tình yêu nó cũng là một cái điều rất là bình thường thôi. Đâu phải là các bạn ở bên nhau 100 năm thì 100 năm mỗi năm 365 ngày, ngày nào người ta cũng phải ngọt ngào với mình đâu. Người ta cũng rất cần mình ở bên cạnh đâu, đúng không? Cho nên khi người ta lạnh nhạt, khi người ta không trả lời tin nhắn của mình, thậm chí là một thời gian vài ngày, vài tuần, thì các bạn phải biết rằng người ta không trả lời chứng tỏ người ta không muốn liên hệ với mình. Vì nếu người ta thích, người ta đã hào hứng trả lời rồi. Người ta đã không thích mà mình cứ nhồi nhét bản thân vào trong mối quan hệ đấy, thì chỉ khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn thôi. Ít nhất mình hiểu rằng họ đang không cần mình thì mình để cho họ yên đi, đúng không? Yên trong một thời gian đi, rồi họ có thời gian để nhớ mình, họ có thời gian để những ký ức đẹp về mình sẽ quay trở về, họ có thời gian để nhận ra rằng bạn quan trọng như thế nào, bạn giá trị như thế nào. Và rồi hãy để họ liên hệ với các bạn. Các bạn ạ, điều số 3 mà các bạn cần biết trong thời điểm này, đó chính là bạn phải biết rằng mình có giá trị và người ta phải chiến đấu vì bạn. Hầu hết các bạn trong cái quá trình mà bị lạnh nhạt, thậm chí rất nhớ người kia, khiến cho mình rất thảm hại, và cuối cùng là mối tình kết thúc, là bởi vì trong những lúc như thế, chúng ta không thể kiểm soát được tâm trí của bản thân để thấy rằng mình có giá trị và mình xứng đáng được người kia chiến đấu vì mình, chứ không phải ở đây để thèm khát hay xin sự bố thí tình yêu từ họ. Sự xin xỏ và bố thí trong tình yêu sẽ không bao giờ khiến cho các bạn cảm thấy hạnh phúc đâu. Cho nên trong những cái thời điểm như thế này, đừng bao giờ giả ốm để người ta quan tâm, đừng bao giờ dọa người ta là mình sẽ làm cái điều gì dại dột, bởi vì đó không phải là cách mà sẽ khiến cho người ta quay lại. Đó chỉ là cách khiến cho người ta sợ mình quá. Mặc dù có thể vì tình nghĩa mà người ta hỏi quan tâm mình,
thì đó cũng không bao giờ là thứ mà các bạn muốn có được ở trong đời đâu. Hãy nhớ rằng bạn có giá trị. Có thể bây giờ bạn đang trải qua cái thời gian mà mình cần người ấy mà người ấy không cần mình. Hãy biết rằng nó là chuyện bình thường thôi. Đôi khi cuộc sống sẽ là như thế. Nó sẽ có những giai đoạn như vậy. Và sẽ có những khoảng thời gian mà họ rất cần có mình, trong khi tâm lý của mình lại rất thoải mái. Cho nên hãy luôn luôn biết rằng mình có giá trị và người kia cần chiến đấu vì mình. Khi có tâm lý này, các bạn sẽ có một cái tâm trạng rất là thoải mái. Các bạn sẽ thoải mái để chờ đợi trong một thời gian và rồi biết được rằng người kia sẽ phải chiến đấu để có mình. Như vậy các bạn sẽ không có bị thảm hại nữa. Giữ cho mình một cái tinh thần thép, tinh thần mạnh mẽ để sẽ không bao giờ làm những cái điều mà mình không nên làm, để rồi mất hình tượng trong mắt đối phương. Hãy nhớ nhé, các bạn là những người có giá trị. Các bạn không làm những điều dại dột. Các bạn là những người có giá trị. Và người ấy của các bạn sẽ phải là người dám chiến đấu vì các bạn. Các bạn xứng đáng với điều đó. Sống ở trên đời này trong khi những người khác có thể có một người chiến đấu vì họ để được ở bên họ, vậy thì tại sao các bạn không nghĩ rằng mình xứng đáng với điều đó mà ở đây phải thảm hại nào, đúng không? Nó chỉ là một thử thách thôi. Và hãy thử thách chính mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Hành trang số 3 mà các bạn phải biết trong ngày hôm nay, đấy chính là hãy có thời gian, hãy dành thời gian để nghĩ về một người tốt hơn và tuyệt hơn như thế. Cái sai lầm của chúng ta khi mà bị lạnh nhạt, mà khi mà rất nhớ cồn cào một người ấy, đấy là cái cảm giác sợ mất mát người kia và nghĩ rằng người kia là tốt nhất ở trên đời rồi. Mình sẽ không thể tìm được ai tốt như thế đâu. Hoặc các bạn sẽ nói rằng, ôi, người tốt hơn em cũng không yêu đâu, em chỉ có yêu người này, em cần anh ấy, em cần cô ấy, chỉ có người này thôi. Vậy thì đừng các bạn ạ. Cuộc sống này các bạn mới đi một chặng đường rất ngắn thôi. Hãy có một cái tâm lý là mình còn có thể gặp được người tốt hơn, tuyệt hơn, và người này không phải là người tuyệt nhất đâu. Nói như vậy không phải mình thúc giục các bạn là hãy có mới nơi cũ đi, hãy đi tìm người tốt hơn và ruồng bỏ người cũ đi, không phải như thế. Mà cái tâm lý như vậy nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý rất là thoải mái. Các bạn không đặt cái cuộc đời mình, không đặt hạnh phúc mình vào một người khác, vào tay một người khác, để rồi người ta quay trong chóng ấy, mà các bạn làm chủ cuộc sống của mình. Làm chủ ở cái chỗ nếu người này không biết trân trọng mình, nếu như cái cuộc tình này nó xảy ra điều gì bất chắc, thì mình sẽ có một người tốt hơn sẽ đến bên cạnh cuộc đời của mình. Nếu các bạn có một cái tâm lý như thế thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ bị đối phương xoay như trong chóng và xoay như một con rối cả. Thế nên hãy dành cho mình thời gian để nếu mình có cô đơn, nếu mình có đau khổ, hãy nghĩ về một người tốt hơn đi. Hãy nghĩ về một người mà cho các bạn tất cả những thứ các bạn muốn. Ví dụ những lời ngọt ngào, những lời yêu thương, những cử chỉ ấm áp, những nụ hôn nồng cháy, một cái ôm thật chặt. Đấy, một người định mệnh đấy sẽ cho các bạn những cái điều đó. Hãy tưởng tượng về người đó, một người tốt hơn, tuyệt hơn. Và rồi nó có hai tác dụng. Thứ nhất, luật hấp dẫn. Bạn nghĩ cái gì, cuộc sống này sẽ cho bạn những điều đó. Tác dụng thứ hai, nó khiến cho các bạn không thảm hại với người kia. Và người kia cùng với thời gian sẽ nhận ra tầm quan trọng của bạn, những giá trị từ bạn, trong khi bạn không làm phiền họ. Và rồi đến bên cuộc đời của các bạn, cho các bạn những thứ như các bạn đã từng nghĩ và tưởng tượng. Cái điều số 5 mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta bị lạnh nhạt và thậm chí rất nhớ người kia, đó là các bạn phải đặt cho mình một cái tiêu chuẩn cao hơn trong cuộc sống. Đấy, mỗi một lần đau, mỗi một lần khổ, mỗi một lần phải đối mặt với thử thách trong cuộc sống và trong tình yêu, hãy biết rằng mình có thể bước lên một nấc thang cao hơn. Hãy sử dụng nỗi đau đó như một đòn bẩy để đưa cho mình cái tiêu chuẩn cao hơn trong cuộc sống. Mình sẽ đặt một cái mục tiêu cao hơn trong cuộc sống này. Ví dụ một người đối phương của các bạn đối xử với các bạn điểm này điểm kia chưa tốt này, các bạn sẽ đặt mục tiêu cao hơn là người yêu của mình sẽ phải làm được những điểm này điểm kia tốt, đúng không? Ví dụ người ấy là một người vô tâm, hãy biết rằng mình xứng đáng với sự có tâm, với sự quan tâm của người đối phương, đúng không? Đấy là cái tiêu chuẩn cao hơn trong tình yêu. Hoặc trong sự nghiệp, mình sẽ không lãng phí nỗi đau này đâu. Mình sẽ dùng cái động lực này, cái đòn bẩy này để phấn đấu, để không lãng phí thời gian vào sự đau khổ nữa. Mình sẽ đọc nhiều sách hơn, mình sẽ tham gia một cái khóa học, mình sẽ rèn luyện, thậm chí rèn luyện hết những quỹ thời gian mình có để mình thấy rằng mình tiến bộ hơn. Để rồi sau khi các bạn vượt qua cái giai đoạn mà đau khổ như thế này, thất vọng như thế này trong tình yêu, mình thấy mình bước lên một cái nấc thang mới. Mình có tri thức hơn,
trước cái giai đoạn này mình không hề tìm hiểu về cái lĩnh vực mà mình mới học đây, nhưng mà mình đã tìm hiểu rồi, bây giờ mình có kiến thức ở lĩnh vực đó. À, mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mình khởi nghiệp với cái suy nghĩ và cái tư tưởng đấy, thì bắt đầu là cuộc sống của bạn bước lên một tầm cao mới đó. Thì cho nên là càng đau khổ càng nên đặt cho mình một cái mục tiêu cao hơn, và từ đó bạn sẽ bước lên một cái nấc thang mới. Bạn sẽ có cảm giác tự hào về bản thân. Cảm giác tự hào này về bản thân của bạn, nó sẽ khiến cho bạn tự tin, và tự tin thì sẽ có được sự cuốn hút các bạn ạ. Và điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đấy chính là nếu các bạn đang tuyệt vọng trong tình yêu, nếu các bạn đang bị lạnh nhạt, nếu các bạn phát điên phát dồ vì nhớ người kia quá, đừng vội vàng nhắn tin cho họ. Hãy mở các video của mình lên xem đi. Mình có rất nhiều các video về các chủ đề khác nhau mà các bạn có thể tìm hiểu trong tình yêu. Và nó sẽ cho các bạn động lực để mình sẽ không làm những cái điều mà đi sai hướng, để rồi mình sẽ phải hối hận các bạn nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những video mới nhất mà mình mới đăng lên. Đừng quên cái bước này, kẻo mà có video mà các bạn lại bỏ lỡ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị Toàn ơi, em có câu chuyện muốn chia sẻ cùng chị, em mong nhận được lời khuyên từ chị ạ. Em 25 tuổi và anh ấy 41 tuổi. Em và anh ấy yêu xa, em ở Việt Nam, còn anh ấy ở Mỹ. Chúng em ít khi cãi nhau lắm chị, nhưng một khi cãi nhau là cả một tuần không nói chuyện, ngay cả khi chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Tính của em, khi em không thích chuyện gì thì em sẽ nói với anh, nhưng em nói theo kiểu giải thích là làm vậy em sẽ không vui, chứ không phải là cãi nhau. Em nói rồi thì thôi, hôm sau lại bình thường, nhưng anh ý là im lặng, không nói gì. Cho đến khoảng một tuần, anh ý mới nói chuyện lại bình thường với em. Bọn em yêu xa nên một ngày chỉ gọi điện cho nhau một lần vào buổi trưa. Có hôm gần đến giờ em đi học, em vẫn chưa thấy anh ý gọi, thì em nhắn tin nói em phải đi học rồi. Anh ý gọi điện cho em rồi nói không biết hôm nay em đi học. Xong sang hôm sau em cũng đi học vào giờ đó. Em có nói cho anh biết là giờ đó em đi học, vậy mà anh cũng không gọi cho em. Xong sau hôm qua cũng gần đến giờ em đi học vẫn không thấy gọi, thì em cũng nhắn tin bảo em đi học. Anh ý nói không biết em đi học giờ này. Em bảo em có nói hay không thì anh cũng có quan tâm đâu, hôm qua em cũng nói mà. Xong em hỏi anh ý nãy giờ làm gì. Anh ý bảo bạn anh qua nhà bàn công chuyện bạn trai. Xong anh ăn cơm rồi bây giờ anh coi phim. Vậy mà anh ý không gọi cho em chị ạ. Xong em giải thích là anh làm như vậy em sẽ không vui này kia. Anh ý xin lỗi xong lại im lặng và lạnh lùng. Đến bây giờ chị ạ, em cũng không biết là suy nghĩ như thế nào nữa. Hiện tại em cũng đang im lặng, không nói gì. Chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Hai bọn em đã đính hôn, em cảm ơn chị rất nhiều. Em thân mến, em đang yêu một chàng trai 41 tuổi, chứ không phải là một chàng trai 14 tuổi. Cho nên là có những cái tâm lý mà mình nhất định phải hiểu. Một chàng trai 41 tuổi người ta đã đủ trưởng thành rồi, người ta đã có những cái sự trải đời nhất định rồi. Cho em không thể nào mà mong chờ ở anh ấy một cái tình yêu nó cứ nồng cháy như là cái thời 18 tuổi mà mình mới yêu nhau được. Trong suốt cái cuộc câu chuyện của em mà chị chỉ thấy là em cứ bức xúc về cái việc là đến giờ đấy anh thừa biết là em đi học anh cũng không gọi điện cho em. Thế tại sao em không gọi điện cho anh ý? Đúng không? Thế bây giờ thời buổi hiện đại rồi, gọi điện cũng đâu cần phải mất quá nhiều phí đâu. Zalo rồi là FaceTime em cũng không có mất phí gì cả. Thế tại sao em lại không chủ động gọi điện cho anh ý? Đúng không? Tình yêu nó là sự vun đắp từ cả hai, chứ không phải lúc nào em cũng ngồi đấy và đòi hỏi rằng lúc nào người đàn ông cũng phải chủ động gọi điện cho mình. Như thế người ta cảm thấy mệt mỏi lắm. Chị nói thật là tình yêu nó chỉ có thể thăng hoa và nó có cảm xúc khi là đối phương người ta tự nguyện người ta làm việc đấy thôi. Người ta tự nguyện người ta muốn nhắn tin cho em, người ta tự nguyện muốn gọi điện cho em thôi. Chứ ngay cả khi người ta đang tự nguyện muốn nhắn tin cho em rồi mà em cứ đòi hỏi như thế này, em cứ làm người ta mệt mỏi ngày nào cũng như thế liên tục mấy ngày liền đấy. Em toàn có đòi anh ấy phải gọi điện cho em thôi. Thì thực sự là một người đàn ông người ta rất mệt mỏi, và người ta cảm thấy chán lắm. Chán ở cái chỗ là mình không có gì thú vị cả.
mình không cho người ta bất kỳ niềm vui nào cả, hay ít nhất là cho người ta một cái sự thoải mái cũng không. Thế một ngày em không gọi điện cho anh ấy thì đã có vấn đề gì nào? Không, một ngày không nói chuyện với nhau bình thường, thậm chí một tuần không nói chuyện với nhau cũng bình thường, không có phải là cái gì to tát cả. Bọn em đã lớn rồi, yêu nhau bằng một cái tình yêu nó trưởng thành hơn đi em ạ. Quan trọng là mình nghĩ xem người đàn ông của mình tâm trạng như thế nào, anh có vui không. Đôi khi tình yêu có những cái thăng trầm chứ có phải lúc nào mà nó cũng ngọt ngào, xong rồi nói những câu yêu thương rồi lúc nào nó cũng nồng cháy đâu. Đôi khi những cái khoảng lặng trong tình yêu, những cái sự giận dỗi trong tình yêu, để rồi chúng ta sẽ có suy nghĩ nhiều hơn về nhau, suy nghĩ nhiều hơn cho nhau, để thấu hiểu nhau nhiều hơn chứ, đúng không em? Chứ không phải là cứ phải quy định ngày nào cũng thế, cứ đúng giờ là phải gọi điện không. Cuộc sống nó như thế, nó máy móc và nó nhàm chán lắm em ạ. Đôi khi để người ta giận, đôi khi cho người ta giận, đôi khi là mình cũng tò mò muốn biết điều gì đang xảy ra, nhưng hãy để người ta có không gian. Đấy, đàn ông họ rất cần cái không gian dành cho họ. Mà nếu mình cứ làm người ta ngột ngạt và khó chịu là thực sự anh này anh ý đủ trưởng thành để không bực mình với em ấy, mà anh ý chỉ im lặng thôi ấy. Chứ phải những chàng trai trẻ là người ta thấy là mình cứ đòi hỏi yêu thương nhiều quá, mình cứ đòi hỏi nhưng mình không cống hiến, mình không hy sinh vì họ, họ mệt mỏi, họ bực mình thì họ còn muốn thoát mình ra luôn ấy chứ, đúng không em? Nên ở đây ấy, thì chị thấy một cái tâm lý là tâm lý của con gái muốn được yêu thương nó rất là đúng thôi, em không có cái sai gì cả. Thế nhưng mà mình cũng phải học cách khéo léo hơn trong cách mà mình muốn được yêu thương, cũng như đôi khi mình cũng phải học cách hy sinh nhiều hơn em ạ. Hy sinh là như thế nào? Mình thấu hiểu hơn cho người đàn ông đấy. Đương nhiên chị biết cái việc là anh ấy đang rảnh rỗi, anh ấy không nhắn tin cho mình. Em có biết tại sao anh rảnh rỗi mà anh không nhắn tin cho mình không? Anh không gọi điện cho mình là vì anh không muốn, đúng không em? Nếu người ta muốn, nếu người ta thích mình lắm thì người ta đã gọi điện cho mình rồi. Mà một khi người ta không gọi điện cho mình, chứng tỏ rằng lúc đấy người ta không thích. Nhưng em cũng đừng buồn vì cái điều đó, vì đơn giản lắm, cuộc sống của người đàn ông không phải chỉ có cái người phụ nữ này. Nên đừng có áp đặt anh ý phải cứ mỗi ngày đúng giờ là gọi điện cho em nhá. Lúc nào anh thích anh gọi điện cho em, lúc đấy em mới thực sự có cảm giác là mình được anh ấy quan tâm, anh ấy thực sự muốn quan tâm mình, chứ không phải là anh ấy quan tâm vì trách nhiệm nhá. Một người đàn ông mà cứ phục tùng em vì trách nhiệm, nó sẽ không bao giờ bền vững được hết. Có thể bây giờ bọn em đã đính hôn rồi, mà nếu em cứ để cho người ta ngột ngạt trong tình yêu như thế này thì rồi nó sẽ tan vỡ đấy. Chứ đính hôn chưa có chắc được cái điều gì đâu. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ hiểu hơn về tâm lý của một người đàn ông. Chị có làm video về chủ đề khi đàn ông lạnh nhạt, họ thực sự muốn điều gì, khi đàn ông lạnh nhạt mình cần làm gì để cuốn hút, làm sao để anh ấy sợ mất mình. Đấy, rất nhiều những cái video về tâm lý của đàn ông, chị hy vọng rằng em sẽ hiểu. Bởi vì thực sự mà nói, đương nhiên đối mặt với cái sự vô tâm của người đàn ông, mình cũng rất là buồn, mình cũng yêu, mình cũng khao khát được quan tâm. Thế nhưng không phải là ngày nào cũng thế. Đôi khi phải cho người ta không gian để người ta chơi với bạn người ta đi, đúng không em? Cho người ta chơi với bạn của người ta, hoặc cho người ta đi làm việc của người ta, đôi khi quên mình đi một tí cũng không sao cả. Rồi sau khi mà người ta quên mình xong rồi, tự dưng người ta nhớ đến mình, bắt đầu người ta nhớ về em, đúng không? Có cảm xúc nhớ dành cho em. Chứ còn ngày nào em cũng giục người ta phải nhớ em và gọi cho em, thì người ta không có thời gian để nhớ em nữa rồi. Đôi khi tình yêu nó cần khoảng lặng để chúng ta nhận ra sự quan trọng của nhau và có được cái cảm xúc nhớ nhung dành cho đối phương. Và hơn nữa, cuộc sống với những thăng trầm này nó có rất nhiều vấn đề xảy ra. Người đàn ông đôi khi họ cần có một không gian để người ta nghĩ ngẫm về cuộc đời họ, mà người ta cần không gian đấy mà không bị làm phiền bởi người phụ nữ. Đôi khi một người đàn ông họ cần 1-2 ngày, thậm chí 3 ngày để người ta thực sự ngẫm nghĩ về cuộc đời. Đôi khi cũng chẳng có gì mâu thuẫn với em đâu, nhưng tự dưng nghĩ ngẫm về cuộc đời, ngẫm về một câu chuyện nào đấy, thì anh ấy lại có cái suy nghĩ về cuộc đời anh đấy. Anh ấy tự dưng anh cảm thấy tủi thân chẳng hạn, hoặc tự dưng anh ấy thấy phận mình hẩm hiu chẳng hạn, hoặc là anh ấy tự ti về cái sự nghiệp của mình nó chưa thực sự phát triển chẳng hạn, hoặc là anh nhìn thấy một người phát triển hơn anh ấy cảm thấy rằng chạnh lòng chẳng hạn. Đấy, rất là nhiều những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, mà đôi khi chỉ cần một cái ý nghĩa đấy thoáng qua đầu thôi, nó cũng cần, người đàn ông cũng cần có thời gian, không gian để cân bằng lại tất cả cái suy nghĩ đấy, để rồi khi em để yên cho họ, họ sẽ quay lại với em và có cảm xúc nhớ nhung dành cho em nhá. Chứ không phải là lúc nào con gái chúng ta cũng có cái quyền ích kỷ mà bắt người ta phải liên hệ với mình. Hay học cách hy sinh một chút. Hy sinh là
em khao khát đấy, em cần đấy. Nhưng em đoán là anh đang cần có không gian của riêng mình, em để cho anh có không gian đấy. Và em chỉ muốn rằng khi anh liên hệ với em, tức là anh muốn như vậy, em có thể đôi khi chia sẻ với anh ấy vì mong muốn của em là em thực sự thích là mỗi một ngày anh có thể nhắn tin cho em, thích mỗi ngày anh gọi điện cho em, mỗi ngày anh nhắn cái điện thoại cho em thấy hạnh phúc lắm. Em có thể chia sẻ những cái niềm hạnh phúc đấy, những cái mong muốn đấy. Nhưng đừng ép họ. Em ạ, đừng ép họ, hãy chia sẻ. Còn sau đó họ làm hay không, hãy để họ tự làm. Vì những cái điều đấy chỉ khi họ tự làm em mới thực sự có cảm giác hạnh phúc thôi. Chứ còn người ta cứ làm về trách nhiệm, em cũng hậm hực, em khó chịu rồi, em sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những điều người ta làm cả. Đó, cho nên chị hy vọng rằng em sẽ thấu hiểu tâm lý của người đàn ông này hơn, để mình sẽ vun vén cho hạnh phúc này phải có một cái sự hy sinh nhiều hơn. Và đôi khi cần cái bản lĩnh để mình có thể khiến cho anh ấy phải theo đuổi mình. Không phải lúc nào mình cũng chạy theo anh ấy để nói rằng anh ơi em cần tin nhắn của anh, em cần gọi điện cho anh. Đôi khi em lạnh lùng đi, đúng không? Để cho anh ấy biết rằng à, tại sao dạo này không thấy cô ấy nhắc gì mình nữa, cô ấy đang làm gì, hay liệu cô ấy có ai đang tán tỉnh không, liệu mình vị trí của mình có bị đánh mất không. Thôi mình phải gọi điện cho cô ấy ngay đây để hỏi xem cô ấy tình hình như thế nào. Đấy, đôi khi em phải để cho người đàn ông mới tự, người ta khao khát mà người ta phải gọi điện cho em, người ta phải nỗ lực vì cái tình yêu này với em, chứ không phải lúc nào cũng là em nỗ lực. Em cứ sợ là không liên hệ với nhau tình cảm nhạt nhòa, cứ sợ là không liên hệ với nhau thì anh quên mình mất. Thế cuối cùng toàn là em nỗ lực cho cái tình yêu này, em nỗ lực rất tốt, nhưng em cũng phải để cho người đàn ông nỗ lực vì tình yêu với em nữa, thì lúc đó em mới có được hạnh phúc em nhá. Chị hy vọng rằng cái chia sẻ của chị nó sẽ giúp ích cho em. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.